tìm được châu Phi và chức vô địch cho Hàn Quốc là Esports. Đội Liên Đen đánh sớm hơn một chút xíu. Bạn nó cần phải mở bất ngờ. Mở bất ngờ thì dễ, mình nghĩ là mở bất ngờ thì dễ với con Nocturne này. Đó, còn tôi thì không tin lắm thì con người vẫn tạo ra máy tính. Tôi vẫn tin tưởng vào cái đội hình đến từ bên phía của Liên Đen. Nếu như họ làm tốt trong trận đầu tiên với bộ ba cánh trên, họ có thể là lăn quả cầu tiết để có thể. Nhưng mà lần này tôi tin siêu Mỹ. Cảm ơn Hoàng Giang nha. Tôi vừa đánh đội hình này cũng phía Weibo thì nó chưa có gọi là bung bài gì hết. Đội hình này là vẫn đội hình thông tin nó từ siêu máy tính cũng như vậy. Căn bản của giải này với xây dựng từ con Skarner trước. AI và cả con người đều đang có chung một ý. Chưa phải là một cái bài gì đặc biệt từ bên phía Weibo. Cả hai đều sẵn sàng với những sự lựa chọn vô cùng thú vị. Một bên sẽ hướng đến một ván thi đấu tương đối dài hơi, bên còn lại thì sẽ hướng vào giai đoạn đầu và giữa ván thi đấu dựa trên một đội hình có đĩa tông. Những quảng cáo nha em ơi, cảm ơn mọi người ủng hộ luôn. Ari nữa, một trong những vị tướng sẽ giúp cho Scout dễ dàng tỏa sáng. Việc đánh được cái trên cực mạnh sẽ là những công cụ hỗ trợ rất tốt, giúp cho LG nghĩ tới ván thi đấu đầu tiên này. Đây sẽ là một ván đấu mà khởi đầu khi mà ta sẽ có hỏi tạo những đột biến nhiều hơn sau là Ari này sốc điện luôn rồi, lấy đam giai đoạn đầu luôn. Thì khi đó kết hợp với lại chiêu cuối từ thắng sớm nha, đội hình Liên Đen thắng sớm sớm xíu thì nó ngon hơn. Trong khi đó phía bên kia thì bạn thấy rằng về lượng máu thì bạn nhìn thấy rằng Seohu đang lợi hơn về máu khá nhiều so với là Scout. Quay thì hiện tại đang chờ đợi cho một cú băng trụ mà từ nãy giờ ở khu vực dưới vẫn chưa có bất cứ một dấu hiệu nào cho biết được là ai sẽ là người bên phía của Weibo Gaming chạy xuống đây để có thể hướng được lính này cả. Vẫn chưa thấy Rakam bắt đầu di chuyển vào. Creep cũng nhận ra vấn đề, bọn họ hiểu được là LNG sẽ tổ chức pha băng trụ ngay khu vực đường dưới, cho nên Creep di chuyển nhằm mục đích là báo cho người đồng đội của mình biết được. Và khi mà anh ta đã có đủ được không gian và thời gian thì ngay lập tức thôi, Tặc Giang cùng với là những người đồng đội của mình đang chạy ra đây để hỗ trợ. Một tình huống có thể là 3-3. Trụ đang được tấn công đến từ bên phía của LNG, họ đã sẵn sàng của băng trụ bùa pha W3 thành vị rất cao, chọn thêm cao cục đá. Zika vẫn đang na khổng lồ, na khổng lồ, na khổng lồ nha. Dồn hết mọi thứ với người grip grip liệu cái nằm xuống. Rồi nhìn ghê ghê. Rồi rất đi giải. Và cao rồi đang bầu bán thi đấu, nhưng chiến ở đầu cũng đã có. Rồi tiếp tục bùm 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 bùm. Bên cá tiếp. Nó nằm rồi, thôi bùa pha có vẻ như thảm họa dành cho phía của Liên Đen. Họ băng trụ như đó là 2-2 và đó là pha có ấy vẻ da, như là ấy da. Liên Đen lỗ nặng nha. Có kinh nghiệm của anh ta vẫn có. Lỗ nặng nha, lỗ nặng cho Liên Đen nha. Đã mất tốc biến và anh ta vẫn bị hạ gục. Như vậy là tình huống mà đen rất là lời dành cho anh phía của Liên Đen, dành cho anh phía của Liverpool Weibo. Có lỗ nhưng mà không nhiều lắm, tại vì thằng Tarzan nó không có ngay lập tức cho cái thời điểm farm tiếp mà nó cũng chạy xuống, nó cũng bỏ bãi nó xuống. Như thế này. Nhưng đây là cái nhịp tấn công mà Weibo vẫn lời nhưng mà nó cũng không phải là một cái thảm họa dành cho Liên Đen. Là tốc biến của anh ta đã phải mất cho nên ta bị hụt xuống vừa rồi. Thường là cái này là thằng rừng bên phía của đội xanh á, nó sẽ đi farm tiếp sẽ là 2-4. Nhưng bởi vì Tặc Răng nó xuống nó thành là 3-4. Và rõ ràng Weibo Gaming cho nên là vẫn có lợi dành Weibo. Chúng ta thấy là họ nhưng mà nó cũng không phải là quá nhiều. Là rõ ràng họ đã có một sự chuẩn bị. Anh ta không được khích kinh nghiệm khu vực cánh trên. Trong khi đó thì Fred khu vực đường dưới cấp độ 5 đã có rồi, cái đó khu vực cánh trên. Bạn hãy nhìn Tặc Răng, anh ta có thể không ôi thể Zika. Zika không tốt biến, đang hơi không tốt biến, bị giữ chân lại, không tốt biến, bị tấn công rồi. Zika ôi xuống hơi xui, và đúng là Zika không thể nào hít được kinh nghiệm. Tôi cảm giác ta hơi xui, hơi xui Zika ở trong pha xử lý này. Hello, hơi xui cho bên phía của Weibo. Lai ăn ngon hơn mà Tặc Răng ăn cũng được, nó cũng đang đang lỗ nhịp hơn một tí so với thằng Weibo. Khi họ phản công lại, đối phương cũng không thể nào ngờ được. Đáng lẽ trong giai đoạn này là phải xanh, phải khỏe, ít nhất là không bị thua lính. Thì chúng ta xem 22 lượng chỉ số lính dành cho Rick và phía bên kia chỉ là 8. Điều này đồng nghĩa việc Rick đang vô cùng mạnh mẽ với những gì mà anh ta đã có cổng kèm thêm của đôi giày nữa. Nó khiến cho khả năng hidden range của Rick nó đang vô cùng cao. Còn Weiwei đang tận dụng tốt cấp độ 5 của mình để có thể hơn đối phương một cấp độ, từ đó lấy được con sâu không đầu tiên, ép cho Tặc Săn mình trong tư thế khó. Và bây giờ vấn đề của Weiwei Gaming nó đã bắt đầu nổi lên. Cái thời điểm mà Weiwei lên cấp 6, tôi cảm giác Tặc Săn vẫn đang cấp độ 5. Trong khi đó đặc tính nước khu vườn trên này khá là to, nếu như anh ta ăn trọn vẹn lực khu vườn trên này cấp độ 6 sẽ có đến từ phía của Frank. Bắt đầu tóc biến lên hất tung ngược về Zika, lướt lên hôn gió quá tuyệt vời. Và Zika là người hưởng được cái màn hạ gục đấy. Những cái pha xử lý quá chấp nhoáng từ Liên Đen đi, khi họ thấy đối phương có lợi thế khu vườn trên, họ triển khai là khu vườn trên với tình huống hỗ trợ đến từ Weiwei, Scout thêm Callahan. Và Hang có một pha xử lý trên cả tuyệt vời trong cái pha vừa rồi, nó giúp cho phía khu vườn trên của họ dễ thở rất là nhiều. Bây giờ thì 4-4 khu vực cánh trên, nhưng mà có Jin của Gala nha, 5-4. Hang nhảy đã xuyên tâm kích, Tặc Răng hút vào tường, mất kỹ năng quay Gala tới của W tới Creep và con sâu không vẫn đang được ăn. Hang đang bị tiếp cận, Hang đang bị hất ngược về, Hang đang bị tấn công liên tục. Lai vẫn đang bắn nhưng Lai đang bị kẹt lại, anh ta bị tấn công liên tục. Ari 6 phát thứ tư, Gala không được ăn cho Gala mà hai mà hạ gục liên tiếp cho Gala ra chưa dừng lại đó. Sao Hu và Creep
đang muốn chạy ra để gỡ. Nhưng liệu Hang có nằm xuống hay không đây? Hang vẫn còn khả năng nhảy qua tường. Scout đang nhắm con mồi, anh ta đang chuẩn bị thưởng thức con mồi. Hồn gió đẹp, nét vẽ đẹp đến từ hai thành viên VNG vẫn đang thực hiện thành công. Và Creep, anh ta lời Li Ninh, lời như vậy cả hai đang muốn phối hợp nhưng tiếc là đã không còn kỹ năng để thể đánh tiếp được rồi. Weibo không nhận ra cái vấn đề tình huống rồi, chính là lượng sức mạnh của họ không có từ vì là cấp độ của họ còn thiếu. Và hiện tại thì khi mà cả hai bên đều không chạm vào nhau như thế này thì thua hai cấp khó gỡ lắm. 6 sau đến từ cả hai bên. ZK đang bị dí, Quy đã trúng, sẵn sàng đẩy được vào tường chưa? W đã có. Còn bây giờ không để vào tường thì còn bao nhiêu? W và Quy vào mẹ gục dành cho Brit. Đây là mình đã hơn cấp rồi, đánh dễ lắm. Đây chính là cái vấn đề, tại vì thật ra chỉ là một giày một đến tên của Zika mà thôi, không giảm được sát thương, không giảm được hiệu ứng không chế nữa đâu. Cái giày thủy ngân hoặc là cái giày thép gai. Tóc biến ma thuật, gồng tấn công và Oriana đang bị kẹt lại. Hang vẫn đang đứng đợi, anh ta quy ra khá thành công, anh ta đợi cái tóc biến xong. W cũng đã bồi và nó đã trúng đến từ Gala. Gala bật sân khấu lên thần lên chào đón ba chỉ viên bên trong đó. Tặc răng này bị dí liên tục, anh ta bật kỹ năng nghe nên bỏ chạy. Ăn được Ori cũng được. Chiêu cuối của Hang đã có, chờ đợi cơ hội để tấn công. Hang đang đừng rướng nha, thằng Hang không tốc biến đâu, thằng Hang không tốc biến đâu. Hung gió trúng kìa, đâu có đáp. Rồi rướng chí. Bung ra chiêu cuối cùng đã không còn cơ hội để sống được cả. Tốc biến đâu. Lùi về, Scout đang chờ đợi cơ hội để tiếp tục tấn công. Lai cũng đang lựa góc để bắn và tặc răng cũng đang lùi theo, vẫn phải cần Scout và Wei. Cũng không có nhiều tác dụng lắm đúng không? Wei Wei sau khi mất đi chiêu cuối, cái sức mạnh đến từ nó tên nó bị hạn chế đi khá nhiều. Anh ta bắt buộc phải mà đội hình của anh phía Li Ninh mà không có cái hoang tưởng thì nó cũng không có làm gì được ha. Súng bot hả? Tốt, Wei Wei, macro tốt. Cánh trên không làm được gì, chạy súng bot lấy cái trụ. Mà không làm được gì cả. Lấy trụ được thì ngon. Như vậy là họ chọn phương án 1 rồi. Họ sẽ quyết định là kêu gọi Zika lấy cái trụ một khu vực dưới để rất là đổi cho cái con siêu vật hay nước này. Tốt nha, Wei Wei xử lý tốt. Weibo Gaming, họ đã có siêu vật, bây giờ nhiệm vụ của họ là làm sao để có được cái trụ một. Nếu như có được trụ một khu vực đường giữa, cái thế trận đến từ Weibo Gaming sẽ tương đối dễ chơi. Việc bạn có được trụ một khu vực đường giữa, bạn cấm được rất nhiều những con mắt sâu vào phần sân của đối phương. Lúc đó những hướng chuyển đến từ quay từ phần sân của mình sẽ bị phát hiện, thì Weibo Gaming sẽ dễ dàng kiểm soát hơn. Ê, là họ có thể dạ. Được trong cái khoảng thời có chắc lặn được không? 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 Phải khai thác và break khi mà tốc biến. Có chắc là ăn được không? Mà cấp độ nó vẫn chỉ là khoảng một cấp độ rưỡi đến từ phía Cupred so với là Zika. Thì khi đưa ra cánh đầy lẻ con Na này bỏ ai sợ rẽ tình và giúp cho đội hình Weibo dễ chơi. Bỏ cảm nó xích cái cổ này là cúp. Đưa vào thế 1-4. Thật ra với một con Na đầy lẻ, bốn người còn lại đó chính là Rakan và thêm cả con Scanner nữa thì bắt Creep à. W giữ chân Creep lại, Creep đang trong dạng chuẩn bị hoảng sợ. Anh ta đang liên tục có những thủ mê hoặc nhưng anh ta vẫn đang bị cố định. Rồng xong, rồng không chạy. Khống chế hết rồi. Và LNG hình như chưa có dấu hiệu là sẽ di chuyển vào khu vực này. Scout vẫn đang Scout đi ngang qua mắt và Fritz đã tập hậu. Cơ hội tấn công của LNG đang bị giảm đi ở mức độ tương đối. Sahu bắt đầu sử dụng kỹ năng của mình làm chậm quay quay rong miễn phí dành cho bên phía Weibo Gaming. Tạm thời nó vẫn đang hơi tốn thời gian tí xíu. Cái giá phải trả còn xoáy xoáy bảy kìa, xoáy bảy kìa. Họ đang nhường. Sahu mất xoáy rồi. Họ đang nhường cho Zika thôi, là một thứ đang dồn người đối phương. Hồi chấp cái xoáy luôn mà. Chấp xoáy luôn mà. Và Fritz không bị chính W tắt đèn đường bật lên để che tầm nhìn. Trụ đã có những định cam và lướt vào tấn công W rồi không trúng. Phản công! Ngầu đi cầu về cho nó không thực hiện. Sao trả giá! Của Gala! Và tại chiếc điểm đơn phương phía bên này, Scout đang phải chạy. Fritz là người tìm kiếm và gồm chăng. Fritz đang hit engine. Hai hit nữa mới đủ. Nhưng trụ nó đã quá anh gần. Anh Sao anh chơi game anh chấp lệnh sống âm mà. Họ đang cần phải lùi về. Tặc răng lướt tới lái xe. Xe tăng cướp bóng. Tấn công liên tục người qua bay. Tấn lên cơm được quay quay về. Đó là cú dịch chuyển của Zika. Nhưng con cá sấu con cá sấu này không khỏe lắm nha. Liên quan thịt cá sấu có thể sẽ có. Không khỏe lắm nha. Không khỏe lắm nha. Kiếm hai tình viên của đối phương đang vô cùng khỏe nhưng được cái cá đã có được cái trang bị cần để có thể gia tăng thêm lượng giáp ảo đang bị cố định lại là tặc răng. Tặc răng đang cố gắng ôm thành viên nhưng không còn cơ hội nữa. Mà nó không. 4-1 và LNG là đội thắng trong thủ giao tranh vừa rồi. Một pha tranh mà Leaning họ đáp trả là một cách cực kỳ thành công cho việc là siêu không ăn Baron được. Đội hình này khó, không có đam Baron. Biến tình huống vừa rồi bởi vì có thêm một vài thành viên nhảy vào để hỗ trợ thêm và lượng sát thương trong tình huống đó. Nhưng rõ ràng Zika đã nói rằng tàn nhưng không phế. Và một con cá sấu đã phát triển một nguồn sát thương vừa đủ để chuẩn bị cho một thủ trong giai đoạn tiếp theo của ván đấu. Chất tướng một con đó đại băng tiện trúng nó mới đọc đâu được ông năm chèo. Sau âm tắc đèn được combo vào bộ thứ đang vô và người của Lai. Lai không bị dính ông gió. Sơ cấu tự thần được mở ra. Lai đang cố gắng hít lên. Anh ta bắn qua bắn lại, anh ta bắn cả đồng đội. Creep là mục tiêu tiếp theo được chọn pha gom được hai người nhưng Sahu đã tới. Anh ta không còn sấy cầu. Quay quay liệu có nằm xuống, quay quay đã nằm xuống. Ê, nhưng Zika đã tới. Baron không? Zika tới không được. Đang bị hút vào tường. Zika bị không còn hai người. Tới để sẵn sàng cho đúng hít lên chứ để không Sahu đang tới đặt quả cầu. Hóa được trở thành thần cá sấu và Zika đang cần một đường tốc biến ma thuật đến từ hàng và Scout còn một lần lướt 12-8 cho LNG. Liệu có phải trả giá hay không? Đây tốc biến không cần tới, chỉ việc nhảy là xong. Brit không bị cố định, Brit quăng cục đá nhưng Brit quyết định không lụm đá và anh ta lùi về được. LNG vẫn thắng.
all-in rồi. Đám đủ all-in. Đám vẫn được. Thật ra đây là cái góc rất là đẹp, tại vì đối phương chưa có tầm nhìn, sẽ rất là khó cho anh Trước Liên di chuyển ra và tiếp cận ở phía đằng sau với Doctor thêm cây là Ari. Và đây là góc họ anh rất là nhanh nha, ăn khá nhanh nha. Ăn được. Quan trọng bây giờ tắt đèn được có đánh được hay không này. Hang vẫn đang cố định lại. Creep đang là người mất rất nhiều máu và ta điểm tấn công liên tục, một pha nhảy vào hỗ trợ. Lượng sát thương đến từ Quay đặt ra điểm tấn công. Scout đang lựa góc nhưng không còn góc nào đánh được cả. Và Weibo Gaming có bao đồng nghĩa việc họ sẽ kéo dài được bản thi đấu này. Pha kêu gọi rất là hay đến từ lĩnh phía của Weibo khi họ nhận ra vấn đề rằng đã là ba đồng đến từ họ rồi. Đối phương sẽ phải di chuyển ra lũng của Baron lâu vậy, không có tầm nhìn ở hang Baron. Và ngay lập tức Weibo di chuyển với đó là ba người chủ lực của họ ra khu vực hang Baron. Ê, ăn rồng mất cái trụ nữa giờ. Không kịp phản ứng đến từ bên phía của Leaning. Và Baron dành cho phía của Weibo, họ sẽ câu thêm thời gian. Và đối phương chỉ mới là một rồng mà thôi. Rồng đầu tiên mà Leaning. Nó cũng phải ăn. Có rồng đầu tiên, ít nhất là họ ăn được cái rồng này lỗ quá, rồng này lỗ quá nặng. Weibo Gaming, nhưng rõ ràng Weibo Gaming đang có một lợi thế vô cùng lớn. Họ đang có ba con rồng trước đó và quan trọng Gala, là Gala. Hai con xe. Nhưng thời gian có lẽ như vẫn sẽ hơi khó để cho bên phía bên mình nghĩ tới câu chuyện công trình với hai con xe này. Cái họ cần phải là thêm một đợt lính vào nữa thì lúc đó không gió hụt kìa. Trụ thứ ba ở khu vực đường dưới này, Rit đang cản, Rit quá khỏe đã bắn tiện chút của hàng. Hàng đang đứng im tại chỗ, đứng im rất lâu. Zika đứng để gọi là xe nó bắn quá chị bắn kìa. Nếu như có Gala không có đứng cao được tại vì quả cầu nó đặt, Gala không bắn vô xe được, xe nó bắn quá chứ bắn kìa. Thời gian cũng đã có và nó đã đủ cho mình trụ thứ ba khu vực đường dưới. Thằng Gala nó không có đại bác cho nó cũng không bắn được con xe, nó bước lên cái là thằng Sahu nó xoáy vô đầu liền. Rất nhiều Sahu hù quái đản thiệt. Đứng che bằng ba con xe. Anh ta vòng từ công viên ra xuống tới hồ Tây rồi, bây giờ anh ta đang chờ đợi cơ hội để có một tình huống sẽ có được. Đây là một con Natty này, một pha nhảy vào tấn công. Người đang khó quá, quay vô một mình rồi. Phía bên này Scout đang nhắm được một thành viên. Đánh con Na không xong rồi, sao cúp lên cúp bắn và lại vẫn đang tiếp tục bắn. Double kill, đã có triple kill, đã có cho chú lại và lại một lần một nữa không cho Weibo hơi xa đến từ hàng. Wow, khiến cho bên phía LG không có cách nào giao thành thắng được cả. Và Weibo Gaming họ có ván thi đấu đầu tiên để thẳng vào khu vực đường dưới với ghê ha, ghê ha di chuyển về nhà đó chính là Fred. Lượng máu của anh ta sẽ được hồi lại, dịch chuyển ta sẽ được dùng với tình huống vừa rồi. Bây giờ tấn công vào thôi đi rồi. Gala tầm này tầm công Zin này làm được gì, làm mới xong. Ván đầu tiên đã có chiến thắng cho Weibo, rất là bất ngờ với chiến thuật của họ mang ra. Cái pha phản công ở trụ tốt lắm anh em, có được con Baron. Những quảng cáo cho mọi người, cảm ơn mọi người ủng hộ luôn. Được linh hồn rồng, nhưng rõ ràng Weibo chiến thắng một cách vô cùng xứng đáng và những thủng giao tranh của họ đồng ý là trong khoảng thời gian đầu và giữa ván đấu. Bên phía của LNG đã có được một vài điểm số nhất định, những điểm cộng rất đáng để khen. Nhưng rõ ràng Weibo Gaming là đội phản công tốt hơn và họ đã mang lại được chiến thắng. Và phải nói rằng cái pha băng trụ đường dưới tụi Weibo nó xử lý tốt cho việc là họ hạn chế tối đa nguồn sức mạnh đến từ con Raten. Tìm được Jovi và chức vô địch cho Hanwha Esports. Quá luôn rồi. Cao tớ không biết được lao vào luôn chứ. Wow. Nhưng trông vẫn yếu, tôi nói thật, trông vẫn yếu. Đúng rồi, nghĩa là để bên phía Weibo có thể bước qua được giai đoạn đầu và kéo đến khoảng chừng hai món trang bị đi. Hai món trang bị thì thực sự với Aura mới có sát thương Ash và Amu cũng là như vậy. Khi mà Amu bây giờ sẽ thường là mặt nạ thống khổ và giáp lửa hoặc là một cái mặt nạ vực thẳm, nếu như đối phương có nhiều AP quá, nhưng ván này chắc là giáp lửa mà thôi, thì phải có là ít nhất là hai món trang bị lớn thì bên Weibo đánh 5 năm mới thực sự là khỏe được. Còn Leaning thì tôi đang cảm giác họ chỉ ở cấp độ 6 mà thôi. Đúng rồi. Nên cái thời điểm mạnh nhất của họ chính là những cái chiêu cuối bắt đầu có và cái ngưỡng trang bị. Đội hình này mình chưa biết Leaning có mạnh nhất. Phải là thử là bên mạnh hơn không nha. Scout cùng với nhiều đội có thể cân bằng được cái cặp đấu này là một đều. Một vị tướng không phải là quá mới, nhưng mà vấn đề là LPL, đây là một vị tướng rất là đột biến, tại vì ở LPL không ai dùng ông. Chơi game á, cấm chọn nó vẫn là một cái rất là quan trọng, nhưng mà có thật rằng dùng. Và bây giờ đến với ván nếu mà chỉ xét tỷ lệ cấm chọn không thì các bạn sẽ bị rất là nhiều cái game nó sẽ bị chán á. Cứ con nào là tướng có tỷ lệ thắng cao hay là được xếp tier cao là các bạn sẽ thắng. Nên mình nghĩ là cái game cấm chọn nó cũng nói vui vui vậy thôi, chứ nó khó mà có thể là một cái game hay lắm. Với những cái chiêu cuối đang có trên người của Scout cũng như là Quay thì khả năng có thể bắt mục tiêu và khai thác. Bây giờ cứ xếp hạng con tướng đúng không? Chứ nên là thúc Weibo Gaming muốn tạo một vài lợi thế nhẹ. Các bạn cứ xếp hạng con tướng, của con nào tướng xếp hạng cao hơn là người ta cứ biết. Thế thôi đúng không? Thì cái game đó mình nghĩ cái chiều sâu nó không có nhiều lắm á.
với Zach và thêm cái là Sejuani khả năng tấn công mà phía bên kia, còn Reta Class cấp độ 1 là quên này chưa bấm quảng cáo. Đừng bấm quảng cáo với nha anh em ơi. Cảm ơn mọi người ủng hộ luôn. Có thể di chuyển về phạm rừng từ Tạc Răng mà thôi. Đây có khoảng cách Tạc Răng là khá nhiều nha. Chỉ chậm cái nhịp đầu tiên nhưng mà khoảng cách khu vực dưới đánh nhau lấy tóc biến và Zika bây giờ mới là người phải sử dụng tóc biến của mình. Anh ta đang trong tầm nguy hiểm. Creep tới bắt tay đoán được tóc biến của này. Tạc Răng ngay lập tức sử dụng sợi dây của mình. Nhưng quay đang chạy tới được để tiếp cận thì chết mù mù chết mù mù. Biến Tạc Răng đã được bật đó là màn hai cùng chiến cấp đầu cho VNG. Rồi đi hai thằng. Creep đi bộ theo Zika nhảy vào Zika kiếm được cái màn cùng đó. Và La đang bắn, giờ ta bắn cùng tới sáng. Rồi. Cảm giác cũng hơi khó để tìm kiếm được mà cùng tiếp theo. 2-0 cho LNG. Con Elmua cấp độ 3. Vô cái thế một đều. Độ 2 thì làm sao mạnh bằng Sejuani, Leona thêm cái là dắt được đó. Vô cái thế một đều. Họ đã chủ động tấn công nhưng là quay sai quay. Lầm hoàn toàn. Bây giờ thì thôi. Và rõ ràng ở trong những tình huống. Cảm ơn mọi người donate nha. Vấn đề sẽ lớn. Có thể là Creep nha. Creep bây giờ bước qua bãi cỏ đó, thấy hàng là cũng sẽ gặp vấn đề. Cái khối lượng khống chế của LNG bây giờ nhiều lắm. Ai mà chạm vào là đi bụi ngay lập tức, cho nên Creep sẽ cần phải cẩn thận rất là kỹ. Nhưng rõ ràng với cái lượng tầm nhìn vừa rồi, tức Creep anh ta cũng sẽ có thể phỏng đoán một phần đó. Bắt đầu khởi động bùa lợi rồng, bắt đầu khởi động con rồng đầu tiên của ván thi đấu này. LNG có được nó một cách miễn phí để xem được 3 con sư không có thể con rồng. Rõ ràng LNG đang có được một sự khởi đầu nó như mơ, nó đẹp hơn rất nhiều so với những gì mà họ đã gặp phải ở trong ván thi đấu đầu tiên. Một cái lợi thế nho nhỏ đến từ việc làm đối phương chậm biến về tình huống vừa rồi, nó giúp khoảng cách không tốc biến, không tốc biến nhưng có chiêu cuối. Có chiêu cuối để xem nào, bắt đầu khống chế cao lướt tới, bắt đầu khống chế tiếp và Tạc Răng đem kẹt lại. Anh ta sử dụng chiêu cuối phía bên này, bế được ai không, bế được xa nhưng mà xuất hồn về và Zika là người kiếm được mà hạ gục. Hơi tiếc cho nó rít, anh ta bế xuất hồn về, xuất hồn ra chứ chốt. Pha vừa rồi anh ta bế ai cũng vậy cả, vấn đề là nếu như anh ta bế Zika thì cái người sát thương chính là Scout và người Tạc Răng cũng sẽ bị hạ gục mà thôi. Và nếu như anh ta bế Zika nhiều khi anh ta đưa mình vào thế khó, cho nên anh ta muốn bế một người về có cái lượng máu thấp thì anh ta đang muốn cơ hội tấn công để có cơ hội giết những cái đó mình trước Scout. Nhưng sát thương của anh ta là không đủ tình huống vừa rồi. Chính những công cụ đó đang giúp cho khu vực đường trên của LNG đã cải thiện hơn rất nhiều rồi. Và nhiệm vụ của Zika chắc là cũng chỉ dừng lại ở đây, tức là cứ một một KCT mà bước lên là anh ta bay lên, anh ta gõ, chỉ như vậy. Nhưng từ nãy giờ thì bên phía của Lenin đang ghi có Weibo. Weibo là đội hình có Wombo combo. Nhưng mình chỉ sợ tại con Amumu nó bây giờ nó đang thọt nhiều á, cho nên đồ nó không đủ đam. Sau hơi không xuất hiện lần thứ hai như thế này. Mình sợ dù combo đẹp cũng không đủ đam tại bây giờ đang bị thọt rồi. Sẽ là cơ sở rất quan trọng tại vì hang cũng còn khoảng thời gian để cấp độ 6 nữa. Cho nên nếu như pha này di chuyển ra, Tạc Răng có tóc biến, có luôn cả đôi chiêu cuối và sẵn sàng cho pha ra. Sợ bị thiếu đam á. Thì cơ sở dành cho mà Aurora xanh nha. Là có chứ không phải là không. Aurora ok. Di chuyển ra với cả ba người từ một. Sao hô phạm tốt. Đặt mệnh, có đặt mệnh đâu. Rồi Scar đang bước tới luôn rồi. Sẵn sàng đánh nhau rồi. Tạc Răng né kỹ năng khá tốt và khiếp bây giờ né kỹ năng khá tốt. Gala bắt đầu nhắm combo của mình. W, Q thì trúng, bắt tay không thành công tới được khiếp và ba con sâu không. Nó đang dần rơi hết vào tay của LNG mà Weibo mình chả làm được gì cả. Không muốn tổ chức. Amu nó bị yếu quá không? Đã bắn tiễn nha, nhắm nha. Rồi cũng không đã bắn tiễn luôn. Vẫn đang nhắm đã bắn tiễn bừa. Chúng ai cũng được. Chúng vào người một thành viên của đối phương, sợi dây quăng ra không đủ tầm. Và Gala đang cố gắng bỏ chạy dịch chuyển ra sau. Tạc Răng tốc đứng lên. Rồng đã bắt đầu. Nó phải yếu tên nha. Và bên phía Weibo mình có nghĩ tới câu chuyện đánh rồng chứ hiện tại vẫn chưa nha. Có Aurora đang bị zone ra. Nó đang chưa có góc để chạy vào. Và cả hai thành viên bên phía LNG đang nỗ lực để có cho mình con rồng. Tạc Răng đi ngang qua. Tạc Răng thấy rồi. Quăng dây anh ơi. đang nhắm đó là chiêu cuối, rất nhiều công cụ đang được sử dụng. Tạc Răng đang cố gắng cứu được hai thành viên, định chiêu cuối được bật lên và đây là SU đang cố gắng bắn hai đang đứng bên trong và hai đang phải đi theo. Ê, sao Scout trôn đạt bên nó không cứu được Scout nhưng Gala vẫn đang tiếp tục bắn. Scout vẫn đang tiếp tục dí và Scout vẫn dính đạn bắn tiễn đâm gây sát thương. Anh ta sẽ trở về với dạng bình thường trong cái phía bên này. Tạc Răng hay ăn được rồi, chạy thôi. Và Tạc Răng chạy được vừa sử dụng khăn giấy để ăn được con rồng trong tình huống vừa rồi. Và anh ta về thành công hay không đây? Anh ta mà về được thành công nữa thì ngon rồi. Không có bãi chim. Anh ta rút xu. Một Tạc Răng ra. Rồi nhường mạng rồi. Nhường mạng thôi. Gala tới gần cái này thì thôi khó chạy rồi. Quăng sợi dây ra và Tạc Răng sẽ cần phải bỏ mạng trong tình huống này. Ăn được con rồng được. Có được mạng gục trong tình huống đó. Có được kỹ chứ mà cứ đánh hay mà có cúp thì nó cũng khá nhẹ nhàng. Con rồng sắp cuộc sống nó cũng không hẳn như vậy. Một phút mấy nữa và bên phía LNG đang muốn thiết lập những con mắt đẹp để có thể chiếm hữu được nó. Họ đang có được một con rồng nước rồi và nếu như họ có được con rồng đất này họ sẽ cản cái nguồn sức mạnh rất lớn được tạo ra tới từ Creep. Một con cá xanh tê rồng đất là một con cá xanh tê quá khỏe và LNG đang làm tất cả những gì có thể một pha lấy luôn. Mời Kim Anh Khánh nha. Luôn, không thể nào mà tông hụt được. Và với việc có được thêm cái trụ một khu vực đường giữa. Ôi trời ơi, Tạc Răng đánh chiến cháy thế. Và anh ta đang là người bị dí. Anh ta đã mất một sợi dây phía bên này thì rõ ràng sau cùng đang bị bỏ vô cùng đau đớn. Zika đang gõ từ nhà tới trường. Có hai thời gian được bật lên. Lai đang sẵn sàng bay vào bắn. Zika được kẹt lại. Ôi, nó khỏe quá mà. Rõ ràng Zika có quá khỏe trong tình huống vừa rồi. Anh ta đang trả cả. Và quan trọng đó là bây giờ LNG cũng đang trong trạng thái sẵn sàng với lại con rồng nữa. Một con rắc có ba con sáu con sâu không.
cứ đẩy một cánh lẻ là khỏe, chả lo vấn đề gì cả. Dù dịch chuyển ứng tiện thấy, ứng tiện thấy dịch chuyển, ai là người dịch chuyển? Combo dịch chuyển đại băng tiền. Ui Gala hay vậy, trời ơi, và Scout xuất hồn đỉnh đỉnh, xem là mọi thứ ở đây đang như thế nào rồi, và ta đã sẵn sàng dù đánh nhau chưa, câu trả lời là vẫn chưa. Rong đang được ăn đến từ Weibo, bỏ luôn, bỏ luôn hả, và họ quyết định bỏ, em quyết định bỏ, chắc đang đẩy, chắc đang đẩy sáu sâu. Giáo Thiên Ly, Macro ác. Điều cực kỳ tuyệt vời để mang lại một nguồn sống khá tốt cho những tình huống giai đoạn tiếp theo. Bola băng quăng ra bừa luôn và Lai là người phải hứng. Ui sao không? Mất tiếng bỏ chạy. Ui sáng hai thành viên. Tạc Xăng nhảy vòng như chơi hỗ trợ thêm. Hang đang bị tấn công. Hang sắp sửa nằm. Bất chức liên lạc được bung ra và Scout đang chém. Né chiêu nha. Nhìn Scout nha. quay đang heo. Là người phải bỏ chạy. Con heo. Quay nằm xuống. Và rõ ràng trong tình huống vừa rồi thì Gala không vui tí xíu nào cả, tại vì sau khi ăn hợp chất điên loạn thì người Scout chém đầu tiên là Gala. Dịch chuyển, họ muốn ăn cái trụ nhiều hơn và họ sẽ ăn được cái trụ. Đã đánh hồi nồi cân cân không ta? Nó chạy đến chỗ Baron được, nó sẽ là một cái vấn đề nan giải, tại vì sáu sâu nè. Tay của họ phụ thuộc rất nhiều vào Lai. Lai đang bắn, ui Lai bắt đầu bắn vô cùng chạy, hàng sử dụng chưa cuối quăng sợi dây đã rất hay, nó tạt sang Bola băng vào rồi không trúng vào người của Lai. Ui Gala. Gala. Lai vẫn thở được. Gala đánh ghê quá. Gì cả tới rồi, thôi hơi mệt rồi. Mệt mỏi rồi. Đặt ở đâu không cần tới, anh ta đã quét liên tục và quét toàn bộ đội hình của đối phương, một cú bế nhưng bế nhầm người, bởi vì quay quay. Gala đánh lưng qua. Gala chứng kiến. Ui, nếu như Scout vẫn đang tiếp tục không sao, Scout tiếp tục mình hy sinh thân mình để mình lấy con xanh tê, nhưng Scout anh ta đang gặp rất nhiều vấn đề sau tình huống rồi. Nếu anh ta rờ trúng thì Gala sẽ không nằm, nhưng anh ta rờ hụt cho nên Gala đã nằm trong tình huống đó. Một pha xử lý hơi lỗi đến từ Scout. Nghe đó là pha ta muốn dùng rờ tiếp cận thay vì là dùng rờ giữ đối phương, tại vì khoảng cách là khá xa đến từ phía của Scout và Fred. Rồi Cao đang thì chắc là lẽ thanh tẩy của Gala mà thôi, chứ cũng không phải là áp lực quá lớn từ phía của Lai. Cái vấn đề khó ta hiện tại cấp độ thua ta sau là Gala, cấp độ 14 của Lai mà thôi, cấp độ 16 Gala rồi. Và khi mà Gala bắn chiêu cuối và trước đó kéo được lượng máu của Lai, bây giờ chiêu cuối Gala đã hồi trở ngược lại rồi. Này có màn hỏi trước nữa hả? Những cái quy liên tục của anh ta, cái chiêu cuối của anh ta họ cách liên tục để giúp cho anh ta kiểm soát khu vực đường giữa dễ dàng. Bình thường chuyển luôn mà ta nên phải hỏi trước. Weibo, nhưng mà họ di chuyển ra khu vực Camaron ăn thì bây giờ hơi khó từ Weibo. Vì sát thương duy trì của họ là có, nhưng để ăn Baron nó tốn một khoảng thời gian từ nó là dài, và đối phương chỉ với một người trên khu vực hàng rồng chính là Wayway, trước đó là Gala. Bây giờ họ kiểm soát là khu vực đường giữa, có nghĩa rồng 3 đã có trên phía của Leaning, họ 3 rồng, đối phương là 2, và cả hai bên trở về thế kiểm soát mà thôi. Nhưng Weibo họ muốn all in bằng cách di chuyển ra hàng Baron à? Không, thật ra họ all in kiểu này nó cũng hơi mạo hiểm đấy, họ all in kiểu này hơi mạo hiểm đấy, đam duy trì của mỗi Lai thôi mà không ăn được, chắc chắn là không ăn được. Baron được Scout đang bước tới với cái đặc mệnh ù cùng ánh sáng nó dò thấy hết. Đức nha, nhớ đánh game nha em. Nhưng kịp không, mất hai chữ cuối từ phía của Lily liền rồi. Quan trọng là kịp không cái đã. Baron đang được ăn, Scout đang đi thôi. Sẵn. Creep đang bị phát hiện, Scout đang bị tấn công và Scout đang lùi. Dịch chuyển đã có cho Densica, Weibo Gaming họ muốn Baron luôn hay chăng? Họ muốn Baron luôn rồi. Một pha nhảy vào, Creep đang mất máu tương đối nhiều, bắt tay đã khá thành công. Weibo đã kẹt lại Gala, lướt lên. Tôi Santa bị bắn đau quá rồi. Baron ấy. Như vậy là rồi. Baron cho đối phương à. 50-50. Lại hợp chức 50-50. Tắc đại băng tiền trong người Scout, một thứ đó người Weibo. Hỗn loạn. Ôi, mất trừng phạt. Tiên của Weibo Gaming. Hốt trang lên tấn công, Gala vẫn đang tiếp tục truy sát. Zika bị tấn công liên tục, anh ta mất đồng hồ, anh ta không còn gì để chạy cả. Giáp tay Sucker không còn thì mạng cũng bị mất theo, tóc biến lên tấn công người Gala. Gala E để bỏ chạy, Scout cũng đang cố gắng phát đi. Và Fritz đang di chuyển tới tấn công thảo với người của Scout. Và hey, Weibo Gaming trong những tình huống ngặt nghèo, những tình khó khăn nhất thì họ đã tìm ra được câu trả lời dành cho bài toán khó. Đây là một lượng tiền đã được rút ngắn từ 3 ca tiền trở xuống, cho nên Weibo Gaming rất đáng tự hào với tình huống này. Và bây giờ họ đang tiếp tục có thêm công trình nữa. Zika đang bất lực hoàn toàn với những gì đã được tạo ra từ Weibo Gaming. Hang đang di chuyển xuống, Gala cũng đang di chuyển xuống. Và Brit một mình một ngựa đẩy đợt lính vào bên trong khu vực trụ 2. Còn đó Scout đang đổi công trình. Scout đang nỗ lực để đẩy cho được cái trụ Weibo nha. Ní đẩy về Weibo Sand Game. Rắn sắp cam nha. Weibo Gaming họ đang muốn có được thêm một cái gì nữa. Họ Sand Game Gala vẫn đang hơi khó. Tạc Sang đang di chuyển vào. Có một con mắt, con mắt kiểm soát, con mắt kiểm soát. Gala cũng đang di chuyển vào. Có con mắt kiểm soát. Scout đâu? Và đây là dịch Scout đâu? Phía của Weibo Gaming họ đã sẵn sàng cho pha đánh nhau. Scout đã bắt đầu sử dụng cú dịch chuyển của mình, vẫn đang cố gắng cản. Zika phía này đang bị cản lại rất nhiều thứ. Hợp chất điên loạn. Hết chiêu rồi, đất cao. Đang rất là khỏe, Zika bị tấn công, anh ta sử dụng cú quay tay của mình. Trời ơi, cú lại, anh ta đã muốn gọi cú lại đã thành công và Gala vẫn đang tiếp tục bắn không hề ngừng nghỉ. Trời ơi, đối phương và ta kiếm được 300 đồng, nhưng sau vẫn đang vẽ và vẽ rất là mạnh mẽ và cực kỳ chết chóc. Weibo Gaming vẫn hài lòng với thủ đoạn giao tranh vừa rồi. Và Fritz ở giai đoạn hiện tại, Fritz nhảy vào chơi luôn, chơi chứ lắm nhưng mà chưa bế được, hơi khó. Nhưng không sao cả. Ê, có Baron, Gala, đánh luôn. Gala đã bắt đầu tiếp cận nha. Gala cùng với lại
Zika thì đang cố gắng dẫn dụ. Zika đang làm mọi thứ để giữ cho Fritz lại. Hang cũng đang di chuyển để hỗ trợ. Chặt qua Don thì rất nhanh. Đầu câu kéo. Ui. Scout đâu? Scout đâu? Đang hướng toàn bộ. Hang muốn mất chiêu cuối rồi. Hang đang đi rồi. Hang sắp sửa đi rồi. Hang đang phải cố gắng để không thành công. Chúng đã một thành viên cuối cùng cũng chặt được. Zika đang bơi. Fritz đã bế. Đó chỉ cần như vậy thôi. Chỉ cần như vậy thôi là cái game nó dễ không? Đang lựa góc để hạ cùng cho được Zika bắt tay không thành công tốc biến bỏ chạy. Và Fritz đang vẫn bỏ tương đối nhiều kỹ năng quy đang trú liên tục. Gala cố gắng né nhưng vẫn bị trúng dư âm từ kỹ năng quy ba. Của Fritz, Fritz vẫn đang bị tấn công. Cú bế đây sẽ nổ, không có nổ đủ đam trong tình huống đó. Quay vẫn thở được. Và LNG kia này họ hay lắm với thủ đoạn giao tranh. Họ chỉ mất hỗ trợ và thôi trong khi đó bên phía bên kia thì là ta sang bị hạ. Nó chỉ cần nó rồi, trúng một người cũng được, một người cũng được. Một cái pha tấn công mà phía của Lenin là người chủ động hơn hoàn toàn. Mặc dù là họ bị hạ gục đến từ phía của Hàng, nhưng khi tiếp cận được ra phía đằng sau lưng, Zika có tốc biến thì Lai lại tiếp tục là không được chơi game. Team nó đang khỏe mà, Gala bằng Zika bắn ác mà, chỉ cần nó phụ một chút xíu thôi. Khó tấn công sống sót tình huống vừa rồi. Bây giờ thì di chuyển ra, Zika đang đẩy cánh. Góc này khó cho Weibo, Weibo phải đánh lẹ. Cái góc này, ui sao hụt mất máu. Quy Gala bắt đầu trúng lại một lần nữa. Trời ơi. Và tặc răng, Zika tới. Tặc răng bị kẹt lại. Không tốc biến, tặc răng không tốc biến. Đu được. Tặc răng cũng kịp bế một thành viên rồi đó. Nhưng con rắc có đồng hồ rồi. Và tặc ra là phải bỏ chạy lại cũng đang thôi. Scout hay quá rồi, vô chém thường và tắc không thể nào thở nổi. Zika đang cố gắng lùi về, còn trong cái đó thì Fritz một mình cân ba thành viên sau đang những đồng hồ sâu sẵn sàng quay lại chưa. Gala vẫn đang tiếp tục lướt lên má ta né được. Zika khỏe điên và ta bắn không bao giờ nghỉ. W đã trúng, Quy đã trúng. Zika với lại Gala khỏe điên. Cao luôn về vậy cho đủ đội hình. Scout tới, anh ta đang sẵn sàng hỗ trợ đồng đội của mình nhưng Scout sắp sửa rồi. Scout sẽ phải lùi về nhưng ngược lại Zika đang tìm kiếm bằng ngục hang cũng đang dừng cho đủ đội hình. LNG đã đưa cặp trận đấu này về với thế một đều. Gala tiếp tục phá hủy được cái nhà lính ở khu vực đường dưới. Gala sẽ phá hủy hai trụ vệ nhà chính cùng với đội phạt KDA đồng các bạn. Thân thiết của mình ở 2011 không một lần nằm xuống cả gì trước mặt của họ và đem chiến thắng về cho LNG cùng với Zika và Hang. BO5 trở về chỉ còn là BO3 mà thôi. Một cái ván đấu. Những cái quảng cáo cho các bạn mọi người ủng hộ luôn. Rất là tốt những cái gì mà họ khỏe nhất. Zika tìm được Jovi và chút vô địch cho Hanwha Esports. Thì đó là lựa chọn mà bên phía Linh. Nhưng mà cái lựa chọn mà Kai'Sa với Alyssa đi đường rất là kém. Họ có thể ODI được, họ phải ODI được cấp độ 3. Dễ chết lắm. Cái bộ đôi này mà không có lợi thế là gần như bị cái thế nhà trường. Và chúng ta có thể hiểu thêm một chút xíu về cái sự lựa chọn Alista này là Nocturne rất cần tướng vào chung. Jack thì lại đi vòng sau cho nên là khi Nocturne vào phải có người vào chung. Và như nãy chúng ta đã nói, có Nocturne này lao vào mình là đi ngay. Chắc chắn là đi không kịp ngáp luôn với bộ chiêu thức khống chế gần như là không thể né được bởi Maokai, Asprom thì cái khả năng bất tỉnh rất nhanh đến từ Weiwei là có thể. Nói một đội hình một combo combo rất là đẹp đến từ Weibo và phán đấu sẵn sàng rồi. Và đây, chúng ta đã chuẩn bị tất cả bắp nước, tất cả những đồ ăn ngon nhất để hướng đến ván thi đấu thứ ba cuộc chạm trán giữa Weibo Gaming và LNG. Và các bạn đang xem thì có thể có được những cái việc là đăng nhập vào LL Sport để có thể những cái quảng cáo nha anh em ơi. Cảm ơn mọi người ủng hộ luôn. Khi mà crop được những cái emote rất là đẹp. Và đây sẽ là cơ hội các bạn tham gia phần pick dump luôn. Vừa pick dump vừa tham gia phần quà trên cái LL Sport. Thì tôi đang cảm giác hơi không ổn lắm cho Scout nha. Đây là pha mà ta gọi là khởi đầu ban đầu giúp cho anh thiếu Lenin có được những lợi thế lấy tốc biến của tặc răng. Nếu như hôn gió trúng có chỉ lấy được cái nhịp rừng lấy máu đi sao giết được ta. Cả hai bên trên nửa trái ban đầu nhưng Scout bỏ về rồi có mắt được cắm rồi thôi ai cứu Lenin chuyến này đây. Lai bắt đầu làm chậm Zaho đang quy trúng không? Quy trúng không? Quy trúng là có thằng mất tốc biến, quy trúng có thằng mất tốc biến, quy trúng có thằng mất tốc biến. Tốc biến đến từ hàng rất nhiều tốc biến để đổi lấy mà cục của hàng. Một hit hay không đây? Một hit. Lai đã đánh rồi. Bắt hoàn toàn chỉ có đầu dành cho Fritz ở khu vực đường trên. Một cái pha khi mà Scout ông phụ bộ sát nha E cấp độ 1 nhưng khoan đã tăng răng người ta bị giữ lại bởi Weiwei. Nhưng thì Weiwei thì cũng không có được sự hỗ trợ quá lớn nữa khi mà ở khu vực đường giữa. Khởi đầu rất khó cho Lenin rồi. Cho mình đó là cái hôn gió. Và bây giờ thì tăng răng cộng với cả trip hai người đang đánh lui quay ra khỏi khu vực rừng của mình.
và đang muốn quay lại tranh chấp đến từ phía của Wayway. Có sự Hoàng Nam nha, đang sẵn sàng di chuyển ra cấp độ 2 thời gian rồi. Các bạn vô tên thì đâu ủng hộ nha. Vẫn đang BK. Vẫn đang BK. Vẫn đang cố định lại. Vẫn tiếp tục BK. Có tốc biến trước đó anh ta nằm xuống rất cao. Vẫn đang BK kìa. Bấm nhưng không thành công sao hung chạy lại. Vẫn đúng nhau tiếp. Cũng không còn kỹ năng nữa để đánh và tặc răng có thể là nạn nhân tiếp theo hung gió thành công đến từ Scout và tặc răng nằm xuống. Double kill cho Jack giờ lại ngon cho Liên Liên. Double kill một lần nữa cho Zika. Tôi thấy tội cho Vít. Đảo chiều liên tục, đảo chiều liên tục. Nhưng đây là liên minh tối thượng anh Trung mà chúng ta đang có pha khi mà không ai xuống khu vực đường dưới cả. Lính khu vực đường dưới chạm nhau nhưng tất cả mọi người đang dồn bên nửa bên trái bản đồ. Họ muốn đổi đường tránh cái kèo mà Ash và Brom đối đầu với lại Kesa và Alice. Na khổng lồ đẹp gì? Bây giờ thì họ muốn băng trụ. Weibo biết sắp sửa na khổng lồ. Na khổng lồ đẹp quá. Em tiến lên phía trên. Gala ơi. Quay hướng rồi. Rít nhảy vào tốc biến bỏ chạy, tặc ra quyền lực thiên nhiên để bám không? Bám không? Đang nghĩ kỹ. Rồi, thấy góc đẹp quá bám luôn. Đấy, có đủ đau không vậy? Đang bám tắt đèn lao. Ui. Ui. Và đây là rồi, thẳng giao tranh luôn. Cái mình chứ còn gì nữa. Đã có mà. Sao Hù lên sóng âm. Quay sẽ phải nằm vào thế double kill cho Sao Hù. Tuyệt vời cho Weibo Gaming. Họ muốn băng trụ một con na khổng lồ và đại băng tiễn bắn lên phía trên nó vẫn trúng một người. Bây giờ thì Gala thì bỏ chạy đi về mà thôi. Vào pha xoáy không thể nào đẹp hơn tại vì đối phương đã đứng ở cái khoảng gọi là chưa kể đến là giai đoạn này đang là một giai đoạn rất then chốt, một kỹ năng đẹp đến từ bên phía Weibo Gaming rồi ta đã mở ra rất nhiều những chương mới dành cho đội hình này của họ. Còn Rồng thì sao đây? Bên phía của Weibo Gaming, Weibo Gaming muốn đánh. Tôi cảm giác là họ muốn đánh đấy. Họ đang di chuyển từ tầng, di chuyển luôn. Sao Hu chưa tới? Bỏ rồi. Không có ở đây, thôi họ bỏ rồi. Đó là farm. Đó là farm Orianna có dịch chuyển, nhưng họ thấy rằng đối phương đã tự dịch chuyển xuống cục cánh dưới và nếu như họ di chuyển tính từ Orianna sẽ là pha di chuyển ra sâu đến từ phía Weibo. Bắt Rift hả? Định bắt Rift hả? Tắt đèn được không? Có chứ, ba người mà. Hồn gió, gió thành công, tắt đèn bay vào combo đầy đủ. Rồi, nằm thôi, không có cửa nào chạy cả. Quyền lực thiên nhiên được bật tốc biến thoát khỏi tầm bắn của trụ. Xoáy 1 thôi, mới xoáy 1, xoáy 1. Đang có mức độ máu vừa đủ khỏe. Xoáy 1, xoáy 1. Anh ta bị outplay và Zika sẽ phải nằm xuống, chẳng Zika sẽ phải nằm xuống là mạng đổi mạng. Siêu hùng khỏe nha, siêu hùng rất khỏe nha. Có hàng tới nhưng Lai đang tới, Lai đang bắn, Lai tấn công mọi người có hàng, hàng đang bỏ hút, Lai đang cố gắng bỏ chạy. Phạt đánh thương nữa, thiếu một cái đánh thương. Đánh thương, đánh thương. Né hung gió không đánh đường kịp. Nhưng hang đang bị quay lại. Từ từ quay sẽ phải nằm xuống phía bên phải. Phía bên phải bò đang cố gắng né. Nhưng quá khó rồi. Bò né mà ăn bánh mì thì ngon lắm. Và Scout sẽ là món gia vị. Tiếp theo Scout tóc bị quay chạy nhưng không thoát được. Quả cầu băng đến từ kiếp là quá đỉnh cao. Và Gala lại một lần nữa thấy đồng đội của mình nằm xuống. Sao Hu với Lai đang khỏe. Đại bắn tiễn. Ủa đại bắn tiễn bắn ai? À đại bắn tiễn cản Ari. Đại bắn tiễn cản Ari. Hay. Và hang đang phải bỏ chạy và đang bị dính kỹ năng bị dính bò của bất khuất. Hang đang bật bất khuất lên nhưng đằng sau đang xoáy vô con bò bất khuất luôn hả? Quay đang phải bỏ ăn được mạng không? Phía bên này hang đang bật bất khuất bò hút rồi đã hết. Hết rồi, hết rồi, ăn được cũng được, ăn mạng là được. Và hang sẽ phải nằm xuống tiếp tục là mà Ori vẫn khỏe nha. Đang cực kỳ giàu đến từ Seo Hu nhưng pha vừa rồi là pha mà anh ta dứt điểm lần thứ tư của đối phương, nó không phải là lượng tiền quá lớn cho Seo Hu nhưng ít nhất đối phương mất đi một người có được lợi thế. Toàn cái đội hình Doctor Nari tới tầm này là chắc toàn rồi. Lợi thế mặc nhân sự toàn rồi. Quay và anh ta về rồi. Về bằng tốc biến, trụ sẽ có dành cho bên phía Weibo. Bánh xác rồi. Một đường giữa. A. Weibo Gaming đang đánh trên cơ hoàn toàn so với lại lái xe. Lái xe lái đi đâu đây, lái xuống dưới à? Lái rồng thôi, hút vào con rồng luôn. Hút luôn một miếng đam. Và lấy được một miếng đam ở trong tình huống rồi, Rift khởi động con rồng bằng con sứ giả. Chơi luôn hả? Ôi sứ giả phụ luôn kìa. Sứ giả màu xanh. Gala bắn nổi không? Gala ơi, Gala bắn nổi không? Scout nè. Sứ giả đang đi lấy tầm nhìn giùm cho đồng đội. Sứ giả côn luôn. Ai nói cứu Zika? Đánh đi, Rift bắt đầu giữ chân Zika đang bị kẹt lại. Zika đang cân với lại Lai, bắn quá khỏe. Hàng sử dụng bộ hút, rồng vẫn đang trong tầm rồi hung gió vô đất. Họ đang cố gắng bỏ chạy. Họ ăn được con rồng rồi chạy thôi. Cần phải lùi, Gala cũng đang tương tự giống như thế. W đã trúng, Rip bật cái tối kia cường. Vâng, chừng kia các bạn dấu tên nha, đại bắn tiễn. Ui trời ơi. Đâu né đi đâu được cả và chắc chắn là Quay sẽ đi bùi theo cùng đồng đội của mình. Và Quay sẽ nằm xuống ba gục dành cho Sao Hù 11-4 cho Weibo Gaming. 6 điểm ba gục cho con Orianna, bây giờ thì đi về nhà trang bị thứ hai chắc chắn coi cho bản thân của anh ta. Bất lực. Tức là bây giờ họ chỉ giờ đâu có đánh được con Ori nữa. Mà đối phương đang làm thôi. Rồi quay phải chạy. Scout tốc biến tắt đèn đã được sử dụng đến quay. Anh ta chọn ai đây? Tầm nhìn có, bay vào Lai, bò thứ cho người Lai. Hang đã tới combo một hút nghiền. Gala sử dụng bản năng sát thủ tấn công liên tục của Lai. Lai sắp sửa nằm, Lai đã nằm xuống mày sắt. Gala. Lại là Gala không cười và Crip đã phải đi bụi theo. Quy đã trúng nhưng không còn cơ hội nữa. Cuối cùng Gala cũng đã lên tiền sau rất nhiều. Làm tiếp Baron. Làm tiếp Baron. Ba mình phía của Weibo chia đội hình ra làm hai hướng tấn công khác nhau hoàn toàn khi mà Seo Hu cộng với Tạc Sang đứng ở phía bên trên, trong khi đó
sau khu Chris ở phía bên trên. Trong khi đó thì Tạc Giang cộng với lại cả đó là Red là đứng ở bên phía gần trong khu vực rừng của đối phương. Ôi trời, Scout quay đang đứng đợi, tầm nhìn có đủ rồi, tầm nhìn Ori có lệnh xong âm rồi nha. Chưa ăn thôi, khởi động Baron. Bỏ luôn. Tăng tăng danh không có tốc biến. Đang đứng đợi. Và họ nhận ra vấn đề là hình như là họ đang là người bị dụ, họ đang bị tăng danh không tốc biến, tăng danh không tốc biến, vô cạnh tranh là chết. Nhưng vẫn phải cạnh tranh chứ đúng không? Hang tới chờ đợi. Không vô được luôn, không vô được luôn rồi. Hang đang đứng câu chuyện. Về kể con bò. Bò hút ra khá hay, Hang sẽ phải hy sinh, còn ngược lại đại bắn tiễn. Nó hụt cả thước luôn ạ. Như vậy là pha nhìn thì rất là tốt với từ Weibo, tại vì họ di chuyển ở đường của đối phương, họ muốn tấn công một con Ari không ở trên mình đó là phi hồ. Những cái vấn đề chính là việc mà họ tách đội hình ra như thế, không có dàn chắn tuyến đầu và Ash bị nhắm tới, giúp cho con Kai'Sa này dễ chơi hơn hoàn toàn ở tình huống vừa rồi. Thằng Scout làm cái gì vậy? Thà mày đừng có hôn gió, mày đừng có hôn gió với pha như vậy. Đi đó là lại. Lượng sát thương của siêu hồ khó khi đối phương tách đội hình ra. Cái làm cái gì? Bắt rồi. Zika thấy Zika thấy. Hôn gió. Đang quan coi nè. Scout cây là được. Scout tấn công đất liền. Scout e của Zika cũng đã tung tạc sang sẵn sàng đắp về. Scout đang đi tới. Scout vẫn đang di chuyển. Đây là tạc sang bay vào đi. Bay vào. Ừ, Scout vẫn đang đi bộ. Scout đang tiến bộ. Gala vô. Gala nhảy vào tiếp. Rồi. Cái gì vậy Scout? Chris là người sẽ phải đi theo mà thôi. Sahu đang cố gắng bỏ chạy bằng mọi giá chứ sao? Còn cách lại một cái phi hồ nữa. Hôn gió nè. Hôn tôi xem là hôn đi. Hôn đi. Ông hôn đã trúng. Cầu đi cầu về chứ ca. Cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Tức là cũng muốn hôn. Có điều là đối phương từ chối đấy, một đụ hôn là tức bị một pha tát vào mặt liền, chặn đường đến từ phía của em. Trời đất ơi, sao nó chơi game được vậy hay vậy? Không chơi được W của anh ta mà thôi, nhưng đối phương làm choáng trước, đối phương gây rất là nhiều sát thương vào và Zika vẫn có đồng hồ để thấy câu thêm thời gian. Ai đó cứu Gala, khiến cho bản thân của anh ta với một lượng máu nó ổn. Còn đây là pha bị tấn công đến từ quay cú xoay trúng một người từ siêu hô mà thôi, là tiếp tục một cú xoay nó không phải là có quá nhiều sức mạnh đến từ siêu hô. Nó làm gì với ta? Anh ta cũng không có thời gian để bắn, mà khi mà Gala đã tiếp cận được phía kia. Đây là ý đồ khi mà đang muốn đợi, họ vừa muốn đợi Zika tới nữa, nghe đợi Zika tới để tấn công chung với lại phía của Scout. Còn đây là Lai, quá khó cho Lai. Lai bất lực chứ sao giờ. Thôi ra, anh ta sẽ bị đến từ việc đội hình của Weibo từ cái pha trước hang Baron cái trụ một của vườn trên đó. Đó chính là cái pha mà Lai. Ơi, vô Lai. Luôn rồi kìa. Ê, Zika bắn trụ luôn, căng vậy anh. Zika đang hơi nóng máu, Zika đang cái tôi của Zika đó này hơi cao. Thiếu người tê lê má, hay quá, hay quá. Lai Zika xử lý pha ác quá. Lai đầu tiên hồi lại rồi, bắt đầu Zika tham gia pha Baron. Ui, Scout chặn tạc răng, Scout ơi, chặn tạc răng ở ngoài. Hay quá luôn, quá ác. Anh chạy thì nhanh lắm các bạn, có thằng Scout chạy nhanh ơi là nhanh. Phải hy sinh thêm một lần nữa, anh ta sẽ. Nhưng mà rõ ràng đúng không, tình huống này thì không cần phải bàn tới. Chạy thì bỏ thằng hang lại thì rất là nhanh. Bây giờ 9 giây nữa là mới hồi tình huống này, cho nên là một pha ăn Baron rất là chấp nhoáng từ Lining khi đối phương chia người xuống khu vực đường dưới. Một pha Lai đang muốn di chuyển ra, ta chưa lộ diện. Những cái khoảnh khắc mà Zika ta có một pha on-in muốn tấn công của đối phương thì bắt buộc Lai phải lộ diện khu vực nửa cánh dưới, và khi đối phương là hai người cùng phía dưới. Vâng, Zika câu hay quá. Đã bắn tiễn nữa, tôi cá danh là nó hụt. Trúng nha. Nếu đối phương không thì cứu trúng, nhưng mà giờ ai cứu? Trời cứu. Và Gala là người có được hạ gục trong tình huống này. Hay rồi, hay các bạn, pha đó hay, pha đó. Zika hay. Hay nha. Hay nha. Pha đó hay nha. Đó là sao dịch chuyển cái não à. Anh ta đang muốn dịch chuyển cho pha mà anh ta nghĩ rằng là Brad câu được thêm chạy thời gian. Chạy được. Chạy thì chắc hơi khó, chứ câu thêm thời gian thì là cái điều còn có thể diễn ra, nhưng bây giờ thì và Scout đang các bạn nếu mà Leaning mà thắng trận này các bạn. Bây giờ đang cầm sau này mà các bạn hỏi mình anh ơi đội hình mạnh nhất thế giới. Mình sẽ kể cho cái người đó nghe về Leaning 2024. Thời điểm mà đi về nhà một siêu chiến đội đánh 4 người. Nhưng mà Zika những đồng hồ, Rick đang còn vẫn cân kèo với Weibo. Đẩy được. Không lẽ Zika nằm xuống, không lẽ Zika không nằm pha này. Ba người ấy, đừng. Zika đại bắt. Trời ơi là trời. Câu được khá nhiều thời gian nhưng sẽ bị hạ gục đến từ Zika mà thôi. Ôi. Nhà lính đi. Lai bay vô bắn chứ. Scout ăn được cái nhà lính không? Toàn mạng đi. Hey. Đường chơi đã bị phá. Ăn được nhà lính rồi. Tình phiếu của Weibo như vậy là Leaning họ mất đi một người chỉ có được. Vẫn lời. Một mạng ăn nhà lính vẫn ngon. Này tôi nghĩ rằng vẫn là thành công. Scout xuất sắc. Đám nhiều kìa. Cái này thì thật ra rất là khó, cho nên phía Weibo họ cứ tiếp tục mất công cụ. Sát thương thì cũng khỏe đó, nhưng mà hãy nhìn bên phía bên kia đang giết điểm con rồng. Không, tức là tại vì con Ass á. Nếu như mà Weibo trong cái pha đại băng tiễn thì nếu như các bạn bắn trúng nhiều thì nó là hay. Chứ các bạn bắn đại băng tiễn thì cũng khó mà có thể lúc nào cũng trúng lắm. Mình thì mình sẽ không trách thằng Lai được. Cả khi mà đối phương chỉ mới là ba rồng mà thôi. Các bạn cứ bắn hú họa về tỷ lệ trúng nó chắc chắn nó phải thấp rồi.
trừ khi nào mà mấy cái pha mà nó rõ ràng quá mà bắn hụt á, chứ con Ash bắn đẹp bắn tiện đâu phải dễ đâu anh em. Thật ra quả đó rồi vừa trúng ai cũng được đấy, tại vì cả hai đều là hai các bạn chơi game của bạn cứ bắn Ash rồi ông tiểu rồi bắn trúng rồi bạn vô địch thế giới mẹ ơi. Đá bắn tiện của Ash này thì họ coi như là họ không tính đi. Và tính đó phu là những cú chiêu cuối đến từ Seoho, chiêu cuối thằng Sang và tóc biến còn đến từ cả hai bên. Đúng rồi, Vũng Tàu nha. Họ không muốn đợi nữa. Họ test luôn. Là quá nhiều rồi. Lai hồi lại đã bắn tiễn rồi. Thôi. Lai hồi lại đã bắn tiễn rồi, cơ hội đánh là đây rồi. Lai đã nhắm một của mình và đã bắn tiễn hụt trúng rồi. Trúng rồi, trúng rồi. Trúng Tika nhảy vào. Aquaron kìa, Aquaron kìa. Và Lai vẫn đang tiếp tục bắn, anh ta đang tỏa sáng. Lai đang tỏa sáng, đổi đang cây sáng. Gala chết đồ thì ai gắn. Lần bắn trúng cuối cùng của Lai cũng là cơ hội để cho bên phía của Weibo Gaming nghĩ tới pha giao tranh thắng lợi. Cuối cùng anh ta cũng đã đánh được con lỗi nâng cấp cuộc chơi, nâng tầm cuộc chơi đến từ Lai. Lai ăn Baron luôn nha. Đó, tụi bay chửi đi, người ta đang tích nộ nãy giờ thôi. Là Alista của Hàng đã có pha xử lý vô cùng là lỗi. Anh ta W vào một người, tóc biến lên và cái R, cái Q của anh ta không trúng bất kỳ một ai cả cho một pha mà đội hình đến từ bên phía. Không nổi. Của Li Ning 4 đánh 5 không nổi. Và đội hình của Weibo. Lại đỡ được rồi. Cái nhịp đó 4 đánh 5 không nổi rồi anh em ơi. Gala có hỏi cái thương thì đó sẽ là cơ hội cho Li Ning. Có Alista pha vừa rồi là Alista vô hại. Nằm xuống 7 lần thì... Không, vấn đề là nằm xuống nhiều lần không nói, vấn đề là trước khi nằm xuống hãy kịp hất tung một tới hai người. Và ít nhất là cái đài băng tiễn trúng khi đối phương vừa dịch chuyển xuống. Đấy. Tìm được Jovi và chiếc vô địch cho Hàn Quang Esports. Giống như kiểu là lúc trước DK có cái bài là Em Minh đánh Seraphine ấy, thì nó cũng đang tương tự như vậy. Đấy, nhưng mà Jin Nautilus trận Em Minh đánh Seraphine là Em Minh đam to hết đấy. Đúng rồi, nhưng vẫn thua. Poppy đi rừng à? Bao cay mà, bao cay là chắc. Bao cay là đẹp rồi. Ừ. Nhưng mà nãy họ vừa nhá Poppy thì chúng ta chỉ còn hai sự lựa chọn hợp lý nhất là bao cay hoặc là nóc tên thôi. Nếu muốn đánh một câu tứ vừa công vừa thủ thì là chọn Mau Cai. Ừ. Còn muốn đánh sồ thẳng cái vào để tắt điện luôn con Jin bên phía bên kia thì chọn Nocturne. Quyết định là sẽ đánh một vị tướng có cái khả năng cơ động và tạo ra những cái CC diện rộng nhiều hơn. Đúng rồi, họ luôn luôn hướng đến một đội hình có thể wombo combo với những chiêu cuối có thể kết hợp dễ dàng với nhau và có cái sự linh hoạt ra vào giao tranh tốt hơn với một chất tướng. Nếu như mà bên phía Li Ning Scout Zika đánh không tốt là Li Ning chắc là khó nha, tại vì con Jin này thì sớm. Ừ. Đây là đội hình hơi bị khó gánh team cho Gala nha. Một người thì tốt. Sát thương trên diện Scout mà thọt thì chắc chắn là cũng mình nghĩ là xong á. Sẽ hướng tới những pha tranh là nhưng Weibo vẫn luôn luôn có đội hình tổng. Cảm ơn Hoa nha. Khỏe. Thì đúng là trận này không phải là một mình thằng Scout không. Thứ tư. Đây có thể cũng sẽ là ván thi đấu cuối cùng. Tạc Giang đánh cũng không phải là quá hay nhưng mà vấn đề là thế và Scout là người cực kỳ quan trọng, anh ta sẽ cần phải lấy lại tinh thần. Scout đang là thằng mà yếu nhất trong số 10 thằng luôn á. Trạng thái tốt nhất so với thời điểm mà khi LG đã đọc. Scout, anh tin em, ít nhất để tới ban năm đi em. Cũng có được nguồn sức mạnh nhưng cái nhịp lao. Yone, Yone của Scout đang phân phát là Yone của Scout đang bất tử. Không có được sự hỗ trợ. Ở trong cặp BO5 này nhá. Hoàn toàn đến từ con Chrome của Drift. Đây sẽ là lợi thế nho nhỏ trên phía combo khi họ di chuyển người ra trước so với đối phương và ở thời điểm hiện tại thì ngưỡng sức mạnh. SP cấp độ 6, Gala cấp độ 5 mà thôi. Gala đang né chiêu nhưng mà né hơi nhẹ. Có điều là anh ta đang chưa có cấp 6. Đây là cái vấn đề quan trọng. Hang cũng không cấp 6, Hang cũng đang không cấp 6. Cơ hội đánh là nó đều ngang nhau. Và có cái hiểu được vấn đề đó. Anh ta không thể nào chạy vào mà cạnh tranh trực tiếp được. Cho nên là bạn có được con sâu hư không đầu tiên là ngon rồi. Nó giúp cho LNG ít nhất là đỡ một hồi đó áp lực. Nhưng những con sâu tiếp theo nó sẽ tương đối nguy hiểm. Tạc Sang đang bắt đầu đồng vào được cái con sâu tiếp theo của bán đấu này và đang đánh từ từ dần vào nó. Nhưng mà Tạc Sang ở cái thế con cá sấu, con cá sấu bị chòi non tấn công rồi. Tạc Sang đang là người bị quay, Zika đang sẵn sàng quay xuống để tấn công cho mình được Tạc Sang. Tạc Sang đang bị câu kéo pha nhảy vào hai người đất hay mọi thứ đang dọn đường của đối phương. Phát đã có dành cho xạ thủ rồi. Rồi. Anh đang đưa mình vào cái thế khó. Nhưng có người giải thế khó đó chính là Creep khi em có hất tung của ta trúng vào hai người của đối phương. Rồi. Tôi xét thành công đến từ quay nhưng kinh nghiệm có một chút xíu anh cho Creep tình huống vừa rồi. Nhưng qua ván thế đó thì mọi thứ đã khác hoàn toàn. Một khởi đầu rất suôn sẻ, rất mượt mà dành cho Weibo Gaming. Và cái cần bây giờ của họ là mức độ clean nhất định trong những pha xử lý. Nhưng mà nói mém thì thật ra ở Lê Hữu Trí Dũng nha. Thắng đối phương rồi thì để họ dẫn đi đến tận nhà chính của đối phương cho pha Grand mà họ đã phá hủy được một cái bảo vệ nhà chính. Nhưng thất bại pha đó và họ thất bại luôn cả ván 2. Nhưng bây giờ họ đang ở thế dẫn trước 2-1 so với Li Ning.
dẫn trước về tiền là con số khoảng chừng một. Vấn đề là tại vì nãy giờ thằng Li Ninh á quá lớn, nhưng với chất đội hình hiện tại của Weibo và họ ép Li Ninh vào những pha tranh tổng thì điều mà họ đang làm được chính hai là thằng gánh là Zika với thằng Gala thì ván này nó không ở trong cái trạng thái, nó gọi là nó không có công cụ để gánh không như thế. Đó mình nghĩ là chắc là Weibo 3-1 rồi đó. Weibo thì họ đang sẵn sàng với một cái lượng trang bị gọi là vừa đủ từ Prep mà thôi. Nhưng bên phía bên kia thì sẽ có những cú chiêu cuối đến từ hang Scout cũng là cái Gala. Khi mà trước đó Weiwei cũng là Zika không vừa trên một con và Bridge nhưng bất thành. Không có chiêu cuối đến từ con Rakan cũng là bất lợi khá. Li Ninh đang thiếu hai chiêu cuối. Họ đang sẵn sàng với Maokai. Tóc cũng là đều bám ngược, đấm ngược về hang này bị kẹt lại. Hang đó có một pha câu, hang đang cố gắng sử dụng. Thôi, Grip bắt bài hay quá. Đó là cùng bánh sáng nó lướt qua mà hang Grip bắt bài hơi sớm. Grip đang tới tiếp cận và sẵn sàng với những tình huống đánh thường của mình. Hang đang cố gắng né. Đánh thường sao né? Grip càng đánh thường. Đánh thường thì sao mà hang né, hang bốc ngược. Và hang đang cố gắng né. Và Grip lại đang đánh thường. Và bây giờ Grip mới là người gặp vấn đề, hang đang quay lại làm gì? Grip anh ta đánh thường thành công, anh ta về được với đồng đội của mình luôn. Một pha xử lý mà hang hơi bị khó hiểu đến từ hang. Còn rồi con thỏ hai thế giới được bật lên, con thỏ và cưng được cả hai Gala lại. Gala bắn hit cuối cùng và ta cũng đã phải bỏ chạy. Như vậy là thành công rất là lớn. 3-0 Thụy Sĩ xong rồi vô tứ kết, không có bất kỳ ai cả. 1-3 cúp họ có được, đó là 2 điểm hạ gục. Cái vấn đề là với một đường giữa cũng hơi khó hiểu, chạy qua chạy lại không một tác dụng. Phải nói rằng Chris anh ta đoán tốc biến của đối phương, nhưng đối phương tại sao có thể đánh tệ đến như vậy ta, khoảng chừng nửa tới một giây ở tình huống vừa rồi, cho nên nó pha rất là tốn thời gian từ Chris. Nhưng cái sát thương đến từ hình phía của Li Ninh bây giờ là cực kỳ hạn chế, và chính những pha bị bắt đó lại là để lại rất nhiều những cái hệ lụy đằng sau. Zika, ôi Zika, thôi rồi ông lão đập cá và kêu thêm vài thủy thủ nữa bay vào bắt cá cùng. Và Zika đang phải bỏ chạy, Zika bị tấn công. Quá khổ cho Zika. Đấy là pha mà họ muốn ơn phước chung như fan DS nha. Nhà được bằng cách là họ đi xuống khu vườn dưới hai người, Zack sẽ đi về được. Và đối phương mất cái chiêu cuối từ một Raton. Bật chiêu cuối đến từ bên phía Sao Hu, đến từ bên phía của Tạc Bola, Giang Bola. Sao Hu bật hai thế giới luôn rồi. Thế giới này là của anh Giang, nó bị gõ vào trở lại. Quay đang bị giữ chân lại. Và Creep đang tới để có thể tiếp cận. Thủy lôi tầm nhiệt hất lên, nhưng thủy lôi tầm này thì không thể nào nằm xuống được. Tạc Giang có người đứng phù hộ, đứng bên trái thì Creep bảo kê. Và Sao Hu đang chờ đợi sẵn với những tình huống vẽ ra. Những cái lượng sát thương cực kỳ nhiều. Creep nhảy vào hất bung lên. Sao Hu lướt để bỏ chạy. Và Quay đây là người bị kẹt lại. Creep mới là người bị kẹt lại tiếp theo. Creep đã phải nằm xuống, W đã trúng và mẹ gục dành cho Jin. Scout đang xuất hồn, Scout lui về luyện hồn. Và bên phía Weibo Gaming họ không chỉ lời mà hạ gục, họ đang muốn nhắm tới cái trụ bảo vệ ở khu vực đường giữa này. Tặc rằng hang mà kéo pha này hụt thì thật sự hang móc vào tường rồi, cú móc vào tường đến từ hang. Và hang bấm bê biến về để cho chắc chắn là không thể nào kéo hụt được nữa. Tặc rằng sẽ phải nằm hạ gục cho Gala. Và Weibo Gaming đang thi đấu nó vẫn không luôn bạn, pha đó nó không gây đam cho ai luôn mà. Một lần nữa cái quá đẹp luôn, 3-0-2. Anh ta hoàn thành xong món trang bị đầu, một món trang bị mà giúp cho những cái hai thế giới của Sao Hu nó sẽ càng ngày càng tuyệt vời hơn. 2000 tiền lật được. Cao đang farm tốt các bạn. Phải có niềm tin. Tất cả các để niềm tin rực cháy. Tất cả mọi nơi đều Cao sẽ khiến chúng ta phải tin. Và Weibo Gaming vẫn đang farm khá cháy nha. Quá lớn để có thể nghĩ tới cái ván thi đấu thắng ở trong cặp. Ăn trụ đi Cao. Ăn trụ đi, ăn trụ đi, ăn trụ đi. Bên phía đang tìm cái trụ đi. Phương án nào? Cao đang làm được một điều mà thật ra khó ai làm được đấy chứ. Tại vì con Yone này nãy giờ vẫn chưa làm được gì nhiều lắm. Chắc là phải đợi cho khoảng thời gian sau khi mà hoàn thành xong được cái gươm si vong rồi, lúc đó thì Scout mới có thể dễ dàng tạo sáng hơn. Phải nói rằng khi mà chọn Aura không được đường giữa, Seoho đang vận hành rất là tốt chất tướng này. Vâng hỏi nha. Mà đến thời điểm hiện tại thì Scout vẫn chưa thể lên tiếng. Scout đang farm để gánh nha. Scout đang farm để gánh, anh em phải bình tĩnh. Sắp gánh rồi. Độ xấu sát thương là nhiều hơn hoàn toàn. Scout đánh chắc bây giờ gõ cũng sẽ khá đầu đấy. Ông lão đánh cá hơi bị ác rồi. Còn bên kia thì hơi khó cho Zika trong giai đoạn hiện tại. Bởi vì chúng ta có thể nhìn vào lượng đồ của hai bên. Một người đã hoàn thành xong một món và đang chuẩn bị hướng tới món trang bị thứ hai với những mạnh của nó. Còn người còn lại thì bây giờ mới hoàn thành xong điều đen rất lâu. Scout đã bị Scout. Và không lẽ là Scout lại bị tấn công từ giai đoạn này. Creep đang đứng và Creep đã có lượng tầm nhìn. Anh ta đang thấy hết tất cả mọi thứ. Anh ta sẽ cần phải né ra khỏi cái tầm nhìn đó. Ok, anh ta né qua được luôn. Thấy được thêm lượng tầm nhìn nữa. Scout bây giờ đang gặp vấn đề. Scout tự tin quá, không lẽ pha này rờ hụt hay chăng? W đã trúng, đã cố định, cơ hội cho Scout là đây rồi. Scout đang chém liên tục không bao giờ nghỉ. Scout đang cầm cái lốc thứ ba, ta lốc lên và ta hất tung được. W đã có cho Scout và ta mang lại bài hạ gục đó. Quyết đang bơi nhắm thẳng người Gala, Gala phải bỏ chạy, hai thế giới được bật lên. Quyết đã chiến và ta đâm chết được đối phương. Một pháo tung ba người thành công đến từ Creep và tiếp tục đây là kẻ sát thương Lai đang lao lên bắn không hề ngừng nghỉ và người bị kẹt lại là Quyết. Scout đang có quy lần thứ ba, liệu ta muốn chọn vào người Quyết để chặn ta hất tung không được. Ngược lại Zika là người kiếm được bài hạ gục đó. Zika bị bắn, Zika né, nhưng mà ba người đánh thương cùng lúc thì bây giờ né tới sáng cũng không nào sống được. Và bài hạ gục tiếp tục cho Weibo Gaming, họ lại thắng trong pha giao tranh. Đổi lời hoàn toàn, mặc dù Tắc Sang nằm xuống rất là sớm. Có chơi game rồi, ít nhất là có nhắm vào những vấn đề sức mạnh đến từ Aura, sức mạnh đến từ con Zack. Có chơi game rồi, có chơi game rồi.
Gala không được chơi tình huống vừa rồi, bật sân khấu của anh ta đã bắn người ta sang, sau đó anh ta bị hạ gục đứng từ con rắc của Chris. Bây giờ thì với leading để vẽ ra một cái viễn tượng để họ thắng được một foul tranh để giảm bớt khoảng cách đó 5.000 tiền thì ít nhất là phải hạ gục được 3-4 người đối phương mà họ còn sống nhiều người để ăn Baron. Nhưng để cái lượng trang bị đến từ Sky không quá mệt mỏi nha. Và tạc răng tôi nghĩ rằng cũng hơi lâu chứ không phải là dễ dàng. Đối phương vừa có rồng đất vừa có rồng nước, khả năng hồi phục một chút xíu, thêm cả khả năng chống chịu được gia tăng đến từ con ngọc cài như thế này nữa. Ở bên phía bên kia thì tôi không nghĩ rằng Weibo lại đi chung cả 5 người đứng chụp lại với nhau để dính một chiêu cuối đến từ con Yone và thêm cả chiêu cuối hất tung đến từ. Không, thầy toán nha. Cái ván đấu mà ta đối đầu với lại phía của BOG ở cái trận đấu nhóm 1-0 cũng ráng chát vô cho được. Ráng chát vô cho được. Mình phía của Liên vẫn thua khoảng chừng 3-4.000 tiền. Emo nào mà báo đi luôn. Đó là cái ván đấu mà Cassante của Bin đã giúp cho Yone của Scout dễ chơi hơn và được xem lại foul tranh diễn ra khu vực gần hang rồng, tại vì cái pha mà Scout được hỗ trợ rất là nhiều. Nhưng còn bây giờ bạn hãy nhìn Scout bị zone ra rồi và live vào thành Baron SP thì không hợp lý lắm nha. Sân khấu đưa thần mở ra, W lên đến Zika đang một mình cân ba nhưng anh ta quá yếu góc này và cũng cá sấu vô kịp góc quay về phía này đang cố định lại. Scout đang lựa góc rồi, Scout đã sẵn sàng muốn rồi. Anh ta hất được rất nhiều người, đoạt mở được hai thành viên chém liên tục. Và cuối cùng thì thứ chờ đợi cũng đã có, nhưng hình như Scout đang cần phải lùi và người đang gặp vấn đề đó là hàng tóc biển bỏ chạy, hàng bị tấn công không bị ngừng nghỉ. Zika đang cũng chém tiếp đi Scout nhưng không đủ chém tiếp đi Scout. Scout lướt lên tấn công quy hùng, chém một phát tàu quét được một mạng và ta đang cần phải lùi. Scout vẫn đang tiếp tục múa, nhưng liệu Scout có thể cân 4 cân 3 không đây Gala? Hành trình hai anh em dắt nhau, hai anh em dắt nhau về được không? Và quyết định là phải chia xa thôi, phải có một người hy sinh đầu của Seohu. Chuyển chặng đầu tới là Seohu và chiêu chiêu của Gam hả? Hai lần anh ta tích được lóc rồi, hành lý trên tay bỏ chạy. Lai đang cố gắng tiếp cận từ chiêu tới và anh ta quyền phát cao đang chém Gam tối thượng, cần phải có một tình huống trở về với lại thể xác và cao bị ui bị dính một kỹ năng đứt quy và Seohu tới và phải hạ gục dành cho Lai. Baron sẽ có dành cho anh phía Weibo khi họ mới di chuyển ra, mặc dù không có press nhưng 15 người di chuyển sẽ có tour 5.000 tiền rồi, nó bắt đầu nó chém phía của Weibo, họ chủ động hơn. Ai ăn Baron nhưng dịch chuyển lên phía trên, nhưng góc rất đẹp của tên tạc răng nha. Chiêu cuối của tên được dùng ra, ít chỉ trúng vào đó là hai người mà thôi, nhưng bạn hãy nhìn cú chiêu cuối của Seohu trúng vào được ba người của đối phương, sát thương được gây ra rất là lớn từ Seohu. Ăn vẫn đang ăn 6-7.000 tiền mà anh mới chém với ai cứu được. Nó vẫn hơi gì đấy, ăn thì chậm nhưng mà chắc chắn đối phương sẽ không ra được, tại vì bây giờ Scout anh ta quay ra đang muốn câu giờ từ Lining để cho đối phương ăn không kịp, nhưng mà Seohu đi, nhìn Seohu kìa. Quay đang bị cố định và quay sẽ phải nằm mà thôi, anh ta không có cơ hội để có thể chạy lại lướt lên để có thể chơi luôn. Và Fritz là người có bạn cùng trong tình huống đó. Rất nhiều thứ công cụ đã giúp cho Weibo Gaming có được một hạ cũng cộng kèm thêm con Baron, một món quà vô cùng tuyệt vời của Weibo. 9.000 tiền chênh lệch đã có cho Weibo và bây giờ thì chỉ cần thời gian kết thúc ván đấu cho Weibo mà thôi, khi tôi không nhìn ra đường phòng ngự đến từ phía của Liên nữa rồi. 10.000 tiền rồi. Rất nhiều vị tướng sát thương vật lý. Và bên phía bên kia thì con rắc chuẩn bị cho mình đó là một cái tim băng. Trong khi đó thì con máu cai này thì anh ta vẫn đang là một sát thương rất uy tín. Và phải nói rằng đây là một những người chơi đường giữa hàng đầu của LPL, khi đi ra thế giới vẫn luôn thể hiện phong độ cách cực kỳ uy tín. Lai thì vẫn đang tiếp tục tỏa sáng với con bài SVU 601 quá đẹp. Cặp đôi vẫn đang có một cái KD đẹp quá, để giúp cho bên phía của Weibo Gaming đang hướng tới một tương lai phía trước với cái biệt danh là đội đầu tiên vào được bán kết. Chắc chắn là cũng sẽ muốn giành hiệu rồi. Và Weibo Gaming đang vâng chín nha, hồi đó 9.000 tiền thì Weibo đánh vẫn tốt mà. Sao Hu đánh trận BO5 này cũng ác quỷ lắm đó, số lần nằm xuống chắc có khoảng chừng hai mạng ba mạng gì đó, biết được ba mạng chưa nữa. Nếu như kết cục không khác mấy thì tao biết mà thật, thủy lo tầm nhiệt, nhưng mà lai chạy được vào không ở con mau ca này trâu lắm nha, con mau ca này rất trâu nha. Và đang phải bỏ chạy, tặc răng thì đang tới tiếp cận. Lai đang hit and run không bị ngừng nghỉ, hang đã phải nằm. Cũng đánh nằm luôn mà, vô lúc nằm đỉnh win mà 10.000 tiền mà. Xài thanh tẩy, hit and run, tiếp win lại chúng, tiếp lưu lại chúng, e lại chúng. Và đây là cú R3 người, đó là Scout. Scout đang chém và Scout đang bỏ sáng. Scout đang chém và Scout đang bỏ sáng. Cảm ơn phím vô rồi. Cũng bỏ sáng, quên cái tiếp một kill cho Scout. Sắc đẩy bắt nhà rồi. Hết rồi em ơi. Và không có gì để cản được Fritz cả. Quá trễ. Fritz là người nỗ lực để có thể có được cái nhà lính. Và ta thành công với câu chuyện đó. Weibo Gaming vẫn chấp nhận. Quá trễ rồi. Vẫn đáng để gọi là ổn. Tại vì họ có nhà lính, họ sẽ có một cửa. Scout ở lên tiếng, nhưng đó là pha mà Weibo họ mất đi một người khi khu vực cánh trên Fritz đẩy một mình và không có ai phòng ngự từ phía của Liên. Đây là pha chiêu cuối dẫn lính đến từ phía của Lai. Check in xong mẹ rồi, hành lý đi vô trong tới nơi, hành lý chất lên máy bay rồi. Ta đứng trước mặt 4 người. Mới bắt đầu chơi game. Siêu la vào, chiêu cuối của Siêu trúng. Để làm gì? Đối phương gọi là 4 người đứng trong chiêu cuối, sát thương rất là nhiều từ chiêu cuối. Để làm gì vậy Scout? Mà la vào từ Crip. Lại lần nữa con Rakan muốn chặn đầu của anh ta, nó khiến cái W của anh ta mất một nhịp ở nhịp vừa rồi. Nhưng đây là một cái nhịp mà rõ ràng bên phía của Weibo đã hơi chấm dứt nỗi đau của Gala đi. Nếu như họ chậm là chừng khoảng chừng 10 giây thôi. Đừng tham con Rakan này.
ván nó sẽ kết thúc dành cho anh phía của Weibo. Những việc mà tham quá bò con rẻ tình. Ơ à, mừng quá, mất triple kill rồi. Ừ. Ngài Danny ăn mừng, ngài Danny ăn mừng là hợp. Quay quay lại kìa. Mừng sớm anh ơi. Si ba. Đây 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 đây. Đây đây đây. Không được, không được, không được. Quên mất. Không được, tôi ngừng đúng lúc. Tôi biết khẩu hình miệng trong nhiều lúc rồi. Đôi khi chúng ta nhìn khẩu hình miệng chúng ta cũng biết cảm tôi thấy đây là họ ăn mừng chắc chắn là điều như vậy mà tại sắc lẽ không vừa trên nếu không là họ sẽ end game rồi nhưng họ tạm thời dừng lại việc end game sớm một tiếng thôi nhưng Fred đang móc bị công kéo hắn móc hụt bị tấn công nhưng không có chỗ nào trốn cả có thể bị tấn công cao đang cố định lại kỹ năng e của Fred đang quay trở lại tấn công bật chế độ gõ và anh ta gõ liên tục phía bên này đây là cung ánh sáng nó xuyên qua được người cao và cao đang phải bị cao đang cố gắng bỏ chạy anh ta quay trở lại tấn công anh ta sử dụng đặc biệt được đi rồi đi rồi tiếp tục bắn lại hit anh trên toàn bộ đơn của đối phương và phát bắn thần bí đến từ Lai đang khiến cho đối phương trở thành những bí ẩn. Lai tóc biến lên tấn công, Gala bị dính đất. Anh ta né được kỹ năng Quy nhưng Lai đủ Weibo vào bán kết để có triple kill dành cho thủ của mình. 22-8 và Weibo Gaming giành chiến thắng. 6-0-14 là KDA của Seohu trong cái ván thi đấu này. Và phải nói rằng với Seohu đang cực kỳ uy tín như thế này. Trời ơi, tội nghiệp thằng Gala quá. Và Weibo sẽ là đội đầu tiên vào bán kết. Xin chúc mừng Weibo Gaming. Thật sự đúng là hình ảnh của Danny là một trong những hình ảnh đỉnh cao thật sự và xứng đáng vào thật. Tôi hiểu cảm giác của anh ta như tôi nói. Tại vì nếu như pha đó mà họ chỉ cần dừng lại không thăm con rare tin đó ở đường trên Zack đang đẩy, đường giữa họ cũng đẩy là sẽ end game. Tại vì họ đang đi thẳng ra tới Danny. Nhưng chắc chắn phải nói rằng việc mà anh ta đang muốn bế Seohu là đúng. Đúng rồi. Đây là một những người chơi với hàng đầu tại LPL. Cái có quan... thể không Danny nó ghê thì các bạn Danny ghê gọi là top đầu của trên đường giữa đi.